Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiền Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian của mình, ấn like, đăng ký kênh youtube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, viên kiếm đại đế đang ra điều kiện với lục tiêu du, hắn ta đang để ý đến thái cổ U Minh Viêm. Đương nhiên, dùng quan hệ của lục tiêu du và thái cổ U Minh Viêm, đoạt giá linh vật trời sinh, dựa theo lời nói của mẫu đơn, trên đại lục này không có mấy người biết rõ. Tự bạo linh hồn phần thân và bản thể ư. Ánh mắt của Lăng Thành Tuyền bây giờ biến đổi, tự bạo linh hồn phân thân cùng với bản thể, chỉ để lại hồn anh, so với chết chẳng khác gì là mấy. Ánh mắt của Du Thược giờ phút này nhìn chăm chăm vào trên người Lục Tiêu Du, tự bạo linh hồn phân thân và bản thể. Nàng biết rõ hậu quả phía sau, chỉ còn đại hồn anh so với chết cũng không khác là bao nhiêu. Bây giờ, phía xa xa, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan cũng theo đó mà chấn động, biến hóa. Tuy nhưng bây giờ, nàng biết rõ mình cũng vô lực, thực lực của nàng đã kém hắn quá xa. Lục Tiêu Du, người có thể lựa chọn đáp ứng, hoặc là nữ nhi của người sẽ chết. Việt kiếm đại đế nhìn lục thiêu du nở nụ cười lạnh lẽo lạnh nhạt nói nhưng mà xem ra dường như ngươi không còn lựa chọn nào khác lục thiêu du ngươi không được đáp ứng nếu như ngươi chết ta và du thược cũng không có cách nào rời khỏi đây huyết kiếm này rõ ràng đang đùa bỡn ngươi hắn chỉ muốn người chết mà thôi lăng thanh tuyền lắc đầu đôi mắt xinh đẹp có chút khẩn trương nhìn lục thiêu du nhìn ánh mắt của lăng thanh tuyền trong lòng lục thiêu du có xúc động cúi đầu nói chẳng lẽ nàng có biện pháp cứu du thượng sao? Lăng Thanh Tuyển nghe vậy, nhìn Lục Tiêu Du không nói gì. Lúc này, nàng cũng không có biện pháp cứu du thượng. Thế nhưng, nàng cũng không muốn hắn phải chết. Nàng cảm thấy bất lực, trừ phi vì... những năm gần đây khổ cho nàng rồi. Lục Tiêu Du nhìn Lăng Thanh Tuyển vươn tay vuốt vuốt khuôn mặt trắng bệch của Lăng Thanh Tuyển, lọc vết máu ở khóe miệng của nàng, khẽ nói. Chuyện trước kia là ta không đúng, tha thứ cho ta. Người không chết, ta mới xem xét tha thứ cho ngươi. Đôi mắt của Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía Lục Thiêu Du. Giờ phút này, chỉ bằng một câu nói của Lục Thiêu Du, dường như không ít ủy khuất trong lòng của nàng đã biến mất. Cảnh tượng thật là cảm động đây. Nhưng mà nhanh lựa chọn đi, ta không có thời gian nghe người một nhà các ngươi nói chuyện yêu đương đâu. Huyết kiếm đại đế lạnh lẽo cười lên một tiếng. Ta đồng ý. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, nhìn huyết kiếm đại đế rồi nói. Lục Thiêu Du, ta không muốn người cứu ta ta không nhận ngươi ngươi đừng có phí tâm cơ làm gì du thượng nghe vậy nhìn lục thiêu du quát lớn lục thiêu du không để ý tới du thượng tiếp tục nhìn huyết kiếm mà nói người thả người trước đi ta đáp ứng làm theo điều kiện của ngươi ngươi cho rằng ta ngu sao vừa rồi ta đã thả nữ nhân của người trước hiện tại ngươi cứ tự bảo trước đi ngươi có thể yên tâm huyết kiếm ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời huyết kiếm đại đế cười lạnh rồi nói Lục Tiêu Du, người đi đi, ta không nhận ngươi đâu. Người mau mang mẫu thân ta đi, ta không cần ngươi phải lo. Du Thượng quát lớn. Được, người phải tuân thủ hứa hẹn. Mặt khác, người phải thả mẫu tử người các nàng trước. Phải cam đoan để cho mẫu tử các nàng an toàn rời khỏi đây. Nếu không, ta tuyệt đối không bao giờ chịu theo điều kiện của ngươi mà tự bạo hồn anh của ta. Người có hiểu không? Trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý, thân thể nhảy lên không trung ta có thể đáp ứng cho ngươi. Chỉ cần ngươi tự bạo linh hồn phân thân của ngươi và bản thể của ngươi, ta cảm đoàn sẽ thả mẫu tử bọn chúng. Sau khi giải quyết linh hồn phân thân và bản thể của lục tiêu du, muốn đối phó với lục tiêu du này quá đơn giản. Nói không chừng tới lúc đó, thái cổ U Minh Viêm sẽ thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là kế hoạch tinh vi của hắn. Vốn độ khó khi áp dụng kế hoạch này cũng không nhỏ. Ai ngờ lại có thể gặp được mẫu tử này tất cả lại thuận lợi đến như vậy. Cho nên, hắn mới đáp ứng thả mẫu tử nhà này, cũng không có chuyện gì. Huống chi, hắn chỉ đáp ứng mà thôi. Người không được làm như vậy, mau dẫn mẫu thân rời khỏi đây đi, ta không cần ngươi phải lo. Dù thượng tiếp tục nói, trong lòng của nàng giờ phút này cũng không muốn nhìn tới người phụ thân này chết trước mặt của nàng. Vì nàng và mẫu thân hắn lại có thể không có chút do dự, giao ra, vô tự thiên thư. Chuyện này khiến trong lòng của nàng cảm động vô cùng lục tiêu du nhìn du thừa không nói gì ánh mắt trầm xuống thủ ấn lập tức biến hóa trong bi tâm có một đạo lưu quang bắn ra lập tức hóa thành một đạo linh hồn phân thân giống như bình thường linh hồn lực có thể so sánh với đế cấp nhất trọng lan tràn ra huyết kiếm tốt nhất người đến tuân thủ hứa hẹn lục tiêu du lạnh lùng quát linh hồn phân thân cùng với bản thể bành trướng cuối cùng trong không trung xung quanh thân thể của hắn xuất hiện vết nứt không gian khiến cho người ta rung động Lục tiêu du, không được, không. Lăng thành tuyển và du thực biến sắc, đều quát lớn. Một giây sau, thân thể lục tiêu du và linh hồn phân thân bành trướng, trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Bản thể của lục tiêu du và linh hồn phân thân nổ tung, không gian vỡ nát, bắn ra quang mang trói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian chung quanh nổ tung, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn trên bầu trời. Từng vết nứt không gian giống như thực chất lan tràn ra quang vàng đen kịt khiến cho tim người ta đập nhanh kinh khí khủng bố khuếch tán phá hủy một mảng lớn hư không khiến cho đám người nguyên nhược lan và cổ kiếm phong lùi lại nếu như bị lan tới gần tuyệt đối sẽ mất mạng giờ phút này không gian đột nhiên hỗn loạn ai cũng khó có thể dò xét vào bên trong nguyên nhược lan biến sắc mặt cổ kiếm phong và mấy trưởng lão tiền kiếm môn bon có chút vui mừng lục tiêu du xong gây lệnh ngốc như vậy thân thể mềm mại của lăng thanh tuyền lảo đảo lui về phía sau ánh mắt có nước mắt chảy ra. Phụ thân! Dù thực nhìn không trung hỗn loạn, miệng không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt của huyết kiếm đại đế lập tức nhìn về phía trước, miệng đờ nụ cười lạnh lẽo. Ai nói lục tiêu du khó đối phó chứ? Không ngờ hắn lại đối phó dễ dàng như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn đã bắt mẫu từ này. Thiền kiếm bồn cũng không vì thế mà phải trả một cái giá lớn như vậy. Khi kinh khí gần tiêu tán hết, ánh mắt mọi người nhìn vào trong không gian huyết vụ bắn tứ tung trên không trung lập tức xuất hiện một đạo quang mang kinh khí gần tán đi quang mang lúc bấy giờ có thể nói càng ngày càng sáng vô cùng trực rỡ đây chính là thân thể hồn anh của lục thiếu du sau khi tự bạo thân thể hồn anh của lục thiếu du còn có một cây đao màu vàng giữa không trung còn có một cây nhẫn chữ vật từ lôi huyền định huyện ảnh thành vũ còn có một thanh đại đao màu đỏ và một cây nhẫn chữ vật cổ quái đang lơ lửng trên không trung. Lục thiếu du này chết chắc, có chạy đang chơi. Mắt nhìn thấy cảnh này, cổ kiếm phong cùng với mấy trưởng lão thiền kiếm bồn còn lại đều cười lạnh một tiếng. Trong người âm thầm cao hứng trong lòng, lục thiếu du chỉ còn lại hồn anh đã không đủ để gây sợ hãi cho người ta nữa. Ánh mắt của huyết kiếm đại đế nhìn về phía trước, tâm thần đã sớm dò xét xung quanh, sắc mặt biến hóa không ngừng. Nhìn lục thiếu du rồi vội vàng hỏi, lục thiếu du, Thái cổ U Minh Viêm đâu rồi? Thái cổ U Minh Viêm của ngươi đâu rồi? Trong dự đoán của huyết kiếm đại đế, thái cổ U Minh Viêm kia ở trong đầu lục tiêu du. Lần trước, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy. Hắn muốn bản thể và linh hồn phân thân của lục tiêu du tự bạo, chính là muốn chiếm đoạt thái cổ U Minh Viêm làm của riêng. Giờ phút này, trong tâm thần dò xét của huyết kiếm đại đế, lại không cảm nhận được một chút dấu vết nào của thái cổ U Minh Viêm. Chỉ có dấu vết tàn hồn của linh hồn phân thân lục tiêu du sau khi tự bảo, dường như còn mang theo sát khí, thế nhưng rõ ràng là tan hồn, linh hồn phần thân bị phá hủy, chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút kỳ quái. Không phải gợi bảo một mình ta tới hay sao? Thái cổ U minh viêm không có tới đây. Quang mang trên hồn anh Lục Tiêu du chợt lóe, hóa thành bộ dáng bản thể hư ảo, khí tức cực kỳ suy yếu, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, <laughs> cũng tốt, bắt hồn anh của ngươi, đến lúc đó Thái cổ U minh viêm nhất định là của ta huyết kiếm đại đế cười lạnh dường như cũng không có hoài nghi lục tiêu du bởi vì hắn có tự tin bên cạnh lục tiêu du không còn khí tức của những người khác lúc này chỉ còn lại thân thể hồn anh lúc này trong mắt của hắn lục tiêu du tuyệt đối không có một chút uy hiếp nào chỉ cần bắt hồn anh của lục tiêu du thái cổ u minh viêm sẽ là của hắn thực hiện hứa hẹn của ngươi đi thân thể và linh hồn phân thân của ta đã tự bạo người nên thả nữ nhi của ta rồi Ánh mắt thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du âm trầm nhìn huyết kiếm đại đế rồi đền tiếng nói. Đương nhiên, gần đây ta vô cùng giữ lời. Huyết kiếm đại đế cười nhạt một tiếng, cởi bỏ cấm chế trên người du thược. Một đoàn huyết vụ bao phủ du thược ném về phía Lục Tiêu Du. Du thược, còn sao rồi? Năng lượng trên thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du tiếp lấy du thược. Dường như cũng không để ý tới việc linh hồn phân thân và bản thể tự bạo. Ngược đại trong lòng còn vừng rỡ, cao hứng nhìn du thược nói con vừa mới gọi ta là phụ thân có đúng không? Còn tha thứ cho phụ thân rồi sao? Ta không cần ngươi phải lo. du thượng ổn định thân thể, mắt nhìn thân thể hồn anh của lục tiêu du, Tân hình run lên, lập tức giãy giụa khỏi năng lượng của lục tiêu du đang bao phủ. Trong mắt có nước mắt chảy xuống, lập tức quay đầu lại nhìn huyết kiếm đại đế, quát lớn. Tuy rằng ta hận hắn, thế nhưng ta cũng không cho phép ngươi động tới hắn. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Âm thanh vàng vọng Quanh thân du Thược có thuộc tính kim phù thiền cái địa tuôn ra, khí tức sắc bén vô cùng, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Một đạo trường ấn được ngưng tụ lập tức đánh về phía huyết kiếm đại đế. Trường ấn bao phủ không gian, bao phủ huyết kiếm đại đế vào bên trong, dùng tu vi vô tồn bắt trọng đỉnh phòng của Dù Thược hiện tại. Tăng thêm bản thân bất phàm, tuy rằng bản thân bị thương, thế nhưng uy thế cũng không bình thường. Dù Thược dừng tay, còn không phải là đối thủ của huyết kiếm đâu lăng thanh tuyền bây giờ biến sắc mặt thực lực của du Tưởng sao lại là đối thủ của huyết kiếm thân ảnh xinh đẹp lập tức phóng về phía trước nàng không thể để cho nữ nhi mình xảy ra bất kỳ chuyện gì trường ấn của du thượng mang theo khí tức sắc bén khuếch tán đánh nát không gian chung quanh huyết kiếm đại đế thành những mảnh vỡ một mảng lớn không gian hư vô đen kịt nhưng mà thân ảnh huyết kiếm đại đế kia đã sớm biến mất không thấy đầu nữa du thượng mau lui lại nhanh lên trong sát na nà này tân ảnh lăng thanh tuyền dừng lại. <laughs> Tự mình muốn chết, không thể trách ta được. Cũng tại thời điểm này, thân ảnh huyết kiếm đại đế xuất hiện sau lưng bậu tử lăng thanh Tuyền. Giữa ánh mắt âm trầm có sát ý lan tràn ra, khẽ phất tay dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc, bao phủ bậu tử lăng thanh Tuyền vào bên trong. Dưới lực lượng trói buộc của không gian, lăng thanh Tuyền cùng với du thược cảm thấy chân khí, linh lực đình trệ, ngay cả lùi lại cũng khó khăn. Biệt quá xa, thực lực hơn kém quá lớn, căn bản không có thể chống lại được. Các người lùi ra phía sau. Thân thể hồn anh của lục Thiêu du đột nhiên xuất hiện bên người nhị nữ. Năng lượng bàng bạc lan tràn bao phủ nhị nữ. Lúc này áp lực trên người lăng thanh tuyền và du thược mới biến mất. Lục tiêu du, người chỉ là thân thể linh hồn còn dám đi lên sao? Cái gọi là linh vũ song tu thuộc tính đại thành trở thành hoàng tộc cũng chỉ có như vậy. Ngày hôm nay người khó tránh khỏi bàn tay của huyết kiếm ta. Huyết kiếm đại đế lạnh lùng quát thân ảnh trong sát na lao thẳng về phía lục tiêu du mùi máu tươi lan tràn dẫn động năng lượng thuộc tính phong bàng bạc hội tụ tạo thành một trường ấn khổng lồ trên không trung phía trên trường ấn do huyết kiếm đại đế ngừng tụ có ủy áp huyết tinh lan tràn ra trong nháy mắt bao phủ ba người lục tiêu du và mẫu tử lăng thanh tuyển trường ấn khổng lồ đánh xuống bao phủ không gian cực lớn mang theo một mùi máu tươi ngập trời khiến cho linh hồn gợi ta bỡ ngỡ lăng thanh tuyền cùng du thược dưới sự bảo hộ của lục tiêu du cũng bị ảnh hưởng cực kỳ lớn lục tiêu du nhìn trường ấn trên không trung trong mắt bắn ra hàn ý linh hồn lực mênh mông bắt đầu tràn ra đột nhiên gương tủ thành một đầu cự hồ màu trắng bằng linh hồn cực lớn uy áp linh hồn mênh mông tràn ngập không gian uy áp linh hồn mênh mông bao phủ huyết kiếm đại đế biến sắc thân là vũ giả, đương nhiên hắn cực kỳ cố kỵ công kích linh hồn cự hồ màu trắng lập tức đánh về phía trưởng ấn một trào ấn sắc bén xé rách không gian tạo thành viên đất đen kịt trong không gian hùng hăng đập vào phía trên trường ấn khổng lồ kia trường ấn khổng lồ bao phủ cử hồ bằng linh hồn lập tức va chạm vào một chỗ không gian bắt đầu bở đi cả không gian bắt đầu bành trướng trong giây lát bắn ra quang mang mạnh mẽ sau đó cả không gian đột nhiên co rút lại một âm thanh cực lớn quanh quẩn trên không trung trường ấn và cử hồ bằng linh hồn bỗng nhiên hóa thành năng lượng khủng bố bạo tạc khuếch tán kinh khí cường hãn vô cùng và lực lượng linh hồn khuếch tán trên không gian năng lượng đáng sợ lan tràn phá hủy gợn sóng trong không gian không gian chấn động kịch liệt gợn sóng trong không gian giống như phá hòa tán loạn thân thể linh hồn của lục tiêu du lập tức lảo đảo lùi lại lại kéo tay mẫu tử lăng thanh tuyển, lảo đảo lui tiếp về phía sau bảy bước lúc này thân thể của hắn mới đứng vững được thân thể linh hồn run lên dường như mờ ảo đi một chút chỉ là là trên thân thể hồn anh kim đao màu vàng vẫn xoay quanh cách đó không xa. Linh hồn vũ đế nhị trọng, không ngờ người đã đột phá vũ đế nhị trọng. Thân thể huyết kiếm đại đế lào đảo đùi lại mấy bước. Dưới công kích tình hồn, hắn cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này, lục tiêu du ra tay, hắn có thể nhận ra không ngờ tu vi của lục tiêu du đã là vũ đế nhị trọng. Vũ đế nhị trọng đấy, làm sao trong lòng hắn không thể kiếp sợ cỡ chứ? Từ lúc lục tiêu du đi ra khỏi hư không bí cảnh mới được bao lâu đây? lúc trước ở thiền kiếm môn mới là vụ đế nhất trọng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã là vụ đế nhị trọng quả thực không thể tưởng tượng nổi có thể đột phá cấp độ đế giả đều là nhân trung chi long là tồn tại giống như lồng phượng sừng lân mà tới cấp độ đế giả người khác đột phá cho dù thiên phú có mạnh mẽ ra sao thì ít nhất cũng phải hơn một ngàn năm nhiều thì một vạn năm hoặc là vĩnh viễn không có cách nào đột phá thế nhưng lục tiêu du này trong thời gian ngắn lại có đột phá như vậy Lục này dò xét tu vi của lục tiêu du huyết kiếm đại đế mới chính thức ý thức được lục tiêu du này đáng sợ ra sao sắc mặt của hắn cứng ngắc tu vi của lục tiêu du trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh tới tình trạng như vậy giờ phút này huyết kiếm đại đế cảm thấy may mắn vì mình đã đối phó với lục tiêu du này để cho người này chỉ còn lại thân thể linh hồn lúc này lục tiêu du đã không còn bao nhiêu sự uy hiếp lúc này hắn nhất định phải bắt được thân thể linh hồn này chờ sau khi hắn đạt được thái cổ u minh viêm nhất định phải đánh chết lục tiêu du diệt trừ hậu họa hai người lui về sau đi thân thể lục tiêu du ổn định lại quay đầu nhìn lăng thanh tuyền ánh mắt chăm chú nhìn vào người dù thượng khẽ nói dù thượng có phụ thân ở đây mẫu tử con tuyệt đối không có việc gì phụ thân sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động vào một sợi tóc của con nhìn lục tiêu du ánh mắt của lăng thanh tuyền giờ phút này cực kỳ phức tạp âm thanh mang theo chút ân cần khẽ nói Người thế nào rồi? Không được cậy mạnh, người chỉ còn lại thân thể hồn anh. Nếu như thân thể hồn anh cũng tiêu tán, vậy thì người sẽ chết. Yên tâm đi, không ai có thể động tới mẫu tử nàng, ta cam đoan đấy. Lục Tiêu Du trầm giọng nói. Nhìn qua ánh mắt của Lục Tiêu Du, giờ phút này trong lòng lăng thanh tuyển, cảm thấy ấm áp, khuôn mặt kiền nghị, ánh mắt thâm túy, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thực, tên vô sỉ này cũng không quá vô sỉ, hạ lưu. Ít nhất vì mẫu tử của các nàng ngay cả tính mạng mà hắn cũng không muốn. Có lẽ sâu trong lòng của nàng, cho tới bây giờ chưa từng thật sự ghét hắn. Người vẫn để tự bảo vệ mình thì hơn. Dù thược nhìn lục tiêu du, ánh mắt giờ phút này tuyệt đối có sự quan tâm. Thế nhưng lúc mở miệng thì quả thực nói chuyện không dễ. Lục tiêu du cười nhạt một tiếng. Tiểu nhát đầu này có tính tình giống y lang thanh tuyển, đều cuột cường như vậy. Thế nhưng tính tình cuột cường này dường như cũng giống hắn. Thật sự là một màn cảm động một nhà đoàn tụ huyết kiếm đại đế nhìn lục tiêu du sắc mặt âm trầm sát ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra hiện tại lục tiêu du này khiến cho hắn cảm giác uy hiếp nếu như không phải muốn đạt được thái cổ u minh viêm thì hiện tại hắn sẽ không chút do dự nào mà đánh chết hồn anh của lục tiêu du cho dù là một đạo hồn anh cũng khiến cho hắn có chút bất an trong lòng huyết kiếm lão cầu khoản sổ sách giữa chúng ta nên tính toán được rồi lục tiêu du vất tay Ý bảo mẫu từ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn thẳng về phía huyết kiếm đại đế, lạnh nhạt nói. Dám đụng tới nữ nhân và nữ nhi của ta, người nhất định phải chết. Ai là nữ nhân của ngươi? Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ánh mắt run lên. Giờ phút này, nhìn về bóng lưng của Lục Tiêu Du, đột nhiên nàng cảm thấy trên người của bóng lưng này có khí tức đáng sợ. Khí tức này bành trướng, khiến cho trong lòng của nàng cảm thấy khó chịu khí thức âm trầm vô cùng làm cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Lục Tiêu Du, hiện tại người có tư cách gì mà nói như vậy? Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên giải quyết mối thù của thiền kiếm bồn ta. Huyệt kiếm đại đế nhìn linh hồn thể của Lục Tiêu Du, ánh mắt này khiến cho trong lòng hắn vô cùng trùn dậy. Đồng thời còn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Người cho rằng người có thể làm gì được ta sao? Vụ đế tứ trọng ư, người còn chưa đủ tư cách. Lục Tiêu Du đột nhiên cười lạnh, trong đôi mắt đen láy của linh hồn thể, đột nhiên bắn ra hàn ý. Huyết kiếm lão cầu này dám động tên nữ nhân và nữ nhi của hắn. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đã động sát tâm, sát ý nồng đậm tới mức tận cùng. Huyết kiếm lão cầu này nhất định phải chết. Người không cần phải xen vào chuyện này, màng mẫu thân đi đi. Ánh mắt của Du Thược trầm xuống, khẽ cắn răng, thân thể mềm mại định tiến lên phía trước. Lùi ra sau đi! Ngày lúc đó, trên người du thượng có năng lượng tàn hồn và sát khí chấn động. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhị nữ, một đạo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ, năng lượng linh hồn mênh mông chấn động, lan tràn. Một lục tiêu du khác hiện lên. Không phải đã... Hải mẫu tử lang thanh tuyền và du thượng lập tức biến sắc. Lục tiêu du, linh hồn phần thân của ngươi không phải là tự bạo rồi sao? Rõ ràng đã biến thành tan hồn, không có khí tức khác. Tại sao lại còn có thể ngưng tụ? Cho dù là tồn tại, cũng không tránh khỏi sự dò xét của ta. huyết kiếm đại đế lúc này đột nhiên biến sắc, cảnh này khiến cho hắn khiếp sợ. một đạo linh hồn phân thân cũng không làm nên chuyện gì, người vẫn khó tránh khỏi cái chết. bất quá chỉ khiến cho ta tốn sức hơn một ít mà thôi. bản thể ngươi đã tự bạo khó có thể làm nên chuyện gì. sau khi khiếp sợ, ánh mắt của huyết kiếm đại đế trầm xuống, càng quyết tâm diệt trừ lục tiêu du. linh hồn phân thân này nhất định phải diệt trước. lục tiêu du cười nhạt một tiếng. Cái này căn bản không phải là linh hồn phân thân, chỉ là đại hồn anh mà thôi. Chỉ tiếc, huyết kiếm đại đế không biết quá nhiều. Đối với sự tồn tại của đại hồn anh, không có ai biết rõ, đồng thời cũng không có ai có thể giải thích được sự tồn tại của đại hồn anh. Tăng thêm đại hồn anh lúc này có thể thực sự so với đế cấp nhất trọng, thậm chí linh hồn chấn động so với đế cấp nhất trọng còn mạnh hơn. Muốn cản huyết kiếm này cũng không quá khó khăn. Về phần đại hồn anh tự bạo, Chuyện này vốn cũng không phải việc khó. Đại hồn anh vốn là tàn hồn và sát khí, thân thể bởi vì từ kim huyền đôi và một ít nguyên nhân đặc thù cho nên mới có thể ngưng tụ thành thân thể. Chia nằm xẻ bảy rồi ngưng tụ lại cũng không thành vấn đề gì. Bản thể của ta không dễ tiêu diệt như vậy. Chỉ cần ta không chết thì bản thể của ta cũng không bao giờ bị diệt. Lục tiêu Du cười lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất. Lúc này trên mặt đất đột nhiên có vô số huyết nhục bị nghiền nát, cấp tốc ngưng tụ vô số huyết nhục rõ ràng đã chia nằm xẻ bảy. Thế nhưng lúc này cẩn thận nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy đám huyết nhục này dùng một phương thức huyền ảo dính lấy với nhau. Đây là, đây là chuyện quỷ dị gì vậy? Vô số huyết nhục thật nhỏ, rậm rạp, trăng chịt, ngay trong ánh mắt kinh hãi của Dù Thược, Lăng Thanh Tuyền, Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong cùng với những trưởng lão xa xa, năng lượng mềm bồng hội tụ, thể tích càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ không ít, giống như trong lúc mơ hồ bắt đầu khôi phục cả không trung gió nổi mây phun không gian rùn rẩy không ngớt thân thể bất tử sao huyết kiếm đại đế cũng kinh ngạc cái dấu hiệu này bản thể lục tiêu du không ngờ lại có dấu hiệu lần nữa khôi phục trong lúc kinh hãi huyết kiếm đại đế khẽ phất tay một cái trong lòng bàn tay của hắn có năng lượng thuộc tính phong bằng bạc ngưng tụ tạo thành một đạo trường ấn bằng năng lượng cực lớn trường ấn cực lớn mang theo kình phong bằng bạc đánh về phía lục tiêu du. Hắn không thể để cho lục tiêu du ngừng tụ thành công. Lục tiêu du này quả thần vô cùng quỷ dị. Huyết kiếm lão cậu bắt đầu tính sổ đi. Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng lục tiêu du truyền ra. Trước thân thể linh hồn của lục tiêu du không gian cấp tốc chấn động, ký thức nóng bỏng lan tràn. Lần nữa, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong sát na đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỏng hùng hằng đánh vào trường ấn bằng năng lượng của huyết kiếm đại đế. dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo trường ấn mang theo năng lượng khủng bố lập tức ầm ầm va chạm vào nhau. Một âm thanh đình tài nhức óc giống như sấm sét vang vọng khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. kình khí bàng bạc vô thiên cái địa tán loạn, năng lượng khủng bố khuếch tán ra hư không. Trên không trung, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui hơn trăm thước mới đứng vững được. Thái cổ u minh viêm thân hình huyết kiếm đại đế ổn định lại lập tức bây giờ mới ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh kia xuất hiện trong ánh mắt đã ngắn ngủi vô cùng cả phiên hư không có nhiệt độ kinh khủng trọng trong chốc lát tuôn ra nhiệt độ kinh khủng này đúng là thái cổ u minh viêm vừa mới xuất hiện chính là linh hồn phần thần của lục tiêu du ẩn thân trong cơ thể đại hồn anh thừa dịp đại hồn anh đổ tung ẩn giấu trong không gian dùng thiên phú ẩn giấu của thái cổ u minh viêm huyện kiếm đại đế này cũng khó có thể dò xét ra được. Linh hồn phân thân của lục tiêu du chính thức xuất hiện. Trong không gian có nhiệt độ cao vô hình lan tràn. Nhiệt độ cao này khiến cho da rẻ mọi người cảm thấy bỏng rát. Nguyên nhược lan, cổ kiếm phong và những người khác đột nhiên nhìn về phía thân ảnh lục tiêu du vừa mới ngừng tụ lại trên không trung. Hai đạo linh hồn phân thân sao? Chuyện này khiến cho mọi người nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc không thôi, không thốt nên lời trong mắt của lăng thanh tuyền và du thược thì không tự chủ được mà có chút vui mừng không phải người nói không mang thái cổ u minh viêm theo sao huyết kiếm đại đế nhìn lục tiêu du sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cũng không biết quan hệ của lục tiêu du và thái cổ u minh viêm còn tưởng rằng lục tiêu du chỉ khống chế thái cổ u minh viêm mà thôi hắn không biết lúc này có thể nói lục tiêu du kỳ thật chính là thái cổ u minh viêm huyết kiếm đại đế cho rằng nếu như khí thức của người ngoài ở đây thì hắn nhất định sẽ biết trong không gian này có cấm chế đặc biệt, cho dù là có người trốn trong thần khí, hắn cũng có thể dò xét ra. Cho nên ngay từ đầu, hắn không chút hoài nghi, bên trong thần khí của lục tiêu du, cất dâu đám người rừng định thiên. Tất cả đều khó có thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Bởi vì trong không gian này, nằm trong sự không chế của hắn, mà cảnh này đương nhiên khiến cho hắn kinh ngạc. Ta nói, ngươi lại tin sao? Xem ra, ngươi không chỉ già mà còn ngốc. Ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết linh hồn phân thân thái cổ u bình viêm của lục tiêu du quát lớn sát ý bắt đầu lan tràn ra trong không gian. Hừm, bất kể là như thế nào người khó tránh khỏi cái chết. ánh mắt của huyết kiếm đại đế trầm xuống, thủ ấn chợt biến hóa, mùi máu tươi quanh thân phổ thiền cai địa tuôn ra, trường bào đỏ tươi tung bay trong không gian này lập tức vang lên tiếng quỳ khóc thần sầu. cùng lúc đó sau lưng huyết kiếm đại đế trong cái đầm hình kiếm kia bắt đầu có khí tức ngập trời tràn ra khói đèn trùng quanh lượn lờ huyết thủy trong cái đầm cuồn cuộn tựa như nước đang sôi sục âm thanh quỷ góc thần sầu vang vọng không ngừng trên không trung huyết thủy trong cái đầm kia hóa thành bọt nước phóng lên trời tạo thành vòng xoáy xoay tròn quanh thân huyết kiếm đại đế đều bị huyết kiếm đại đế thôn phệ vào trong thân thể của hắn lần trước huyết kiếm lão tổ bị trọng thương trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục cho nên lúc này phải vận dụng lực của ma kiếm trì để khôi phục tới trạng thái đỉnh phong đối phó với lục tiêu du chẳng lẽ thực lực của lục tiêu du đã khiến cho huyết kiếm lão tổ coi trọng như vậy sao nhìn không gian trước mặt cổ kiếm phong cùng với chúng trưởng lão thiền kiếm bồn nghị luận âm thanh tràn ngập vẻ kinh hãi ánh mắt của nguyên nhược lan run, run run chăm chú nhìn về phía trước bằng vào sự hiểu biết của nàng về lục tiêu du lục tiêu du không phải là người dễ đối phó gì lúc này nàng mới coi như triệt để hiểu rõ lục tiêu du đã sớm sắp xếp tất cả các thủ đoạn toàn là những thủ đoạn không thể tưởng tượng được, khiến cho huyết kiếm lão tổ cũng khó có thể phát giác ra. Huyết kiếm đại đế hấp thu huyết thủy trong ma chỉ kiếm, ký tức lên người, bây giờ dường như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trước khi trọng thương. Trường bà màu đỏ tung bay, ánh mắt đỏ rực, mùi máu tươi trên người càng thêm đồng đậm, lấy bản thân làm trung tâm, một mùi máu tươi vô hình lập tức lan tràn, khiến cho trong lòng người ta rúng động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới không trung, vô số huyết nhục vốn đã vỡ nát từ bản thể của lục tiêu du lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu toàn thân không có một chút dấu vết nào Nhẫn chữ vật và thiền trụ giới cũng trở lại trong tay hắn linh hồn thể của lục tiêu du lập tức tiến vào trong bi tâm kim đao màu vàng không rời một tấc lập tức theo đuôi đi vào trong trong nháy mắt sau khi lục tiêu du khôi phục bản thể quang mang trên người chợt lóe bố trí thành đình khải giáp sau đó huyện ảnh thanh vũ dựng xuất hiện sau lưng tiếng sấm bình vàng vọng, huyết lục cũng nắm trong tay. Huyết kiếm đại đế vốn định thừa dịp bắt hồn anh của lục tiêu du, sau đó mới đoạt bảo vật của lục tiêu du. Bởi vì thân thể và linh hồn phân thân của lục tiêu du bị phá hủy, linh hồn thể vẫn còn, cho nên vẫn nhẫn trữ vật và thần khí vẫn là vật có chủ, cho nên chưa có thể cướp đoạt được ngay. Giờ phút này, lục tiêu du bố trí thành đình khải giáp, huyết ảnh thành vũ khẽ vỗ, tay cầm huyết lục, khí tức lạnh lão lan tràn, cả công gian gió nổi mây phun. Nhìn cảnh này, ánh mắt của Du Thượng chớp động. Giờ phút này nàng đã hiểu được một chút về vị phụ thân trước mắt này. Rõ ràng là khôi phục, hoàn toàn là khôi phục. Nhìn thấy lục tiêu du là một lần đỡ khôi phục lại như lúc ban đầu. Cổ kiếm phong, nguyên nhược tan thậm chí là lăng thanh tuyển cũng kinh hãi, nghẹn họng. Tự bảo như vậy khiến cho toàn thân lục tiêu du hóa thành mảnh vỡ. Thế nhưng không ngờ lại có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây rốt cuộc là lực phòng ngự như thế nào? quả thực quá đáng sợ. Đây là bất tử chi thân, lực phòng ngự tới tình trạng như vậy, so với bất tử bất diệt cũng không khác bao nhiêu. Bất kể như thế nào, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ mặt của huyết kiếm đại đế co trúng, một tiếng quát lạnh vang lên, trường kiếm màu đỏ tựa như máu tươi phóng lên trời. Trường kiếm màu đỏ được rút ra khỏi vỏ, cả không trung bỗng nhiên biến sắc. Tay cầm trường kiếm màu đỏ đối mặt với lục tiêu du và thái cổ u minh viêm huyết kiếm đại đế rõ ràng cũng không dám chủ quan. Lão cậu, đồng vào nữ nhân và nữ nhi của ta, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Bản thể của lục tiêu du vừa mới nói xong, huyết đục chỉ thẳng về phía huyết kiếm đại đế, sát ý bành trướng, lập tức tràn ngập phiến công gian này. Cùng một thời gian, trên linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm của lục tiêu du có quang mang bầu xanh ra trời tràn ra. Bên trong quang mang bầu xanh ra trời này có khí tức nóng bỏng kinh khủng khiến cho linh hồn cũng không có cách nào chịu đựng được nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Sát ý trong mắt huyết kiếm đại đế bắn ra, trường kiếm màu đỏ trong tay vung lên, mùi máu tươi phô thiên cái địa lan tràn, mùi máu tươi ngập trời, nương theo khí tức nóng bỏng ngừng tụ trên không trung, rất rõ ràng, huyết kiếm đại đế cũng đã vũ giả trong thuộc tính phòng hỏa, mùi máu tươi ngập trời cùng với thuộc tính hỏa phô thiên cái địa tuôn ra. Sau lưng huyết kiếm đại đế được ngưng tụ vô số hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm, trên hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm có mùi máu tinh ngập trời lan tràn ra hư ảnh của trường kiếm giống như thực chất trước mũi kiếm có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lục tiêu du cẩn thận lăng thanh tuyền ở phía xa trầm giọng nói với lục tiêu du giờ phút này mẫu tử lăng thanh tuyền du thược được đại hồn anh bảo hộ lục tiêu du dùng đại hồn anh chuyên môn bảo hộ mẫu tử của nàng ánh mắt của lục Thiêu du chăm chú nhìn lên không trung vô số hư ảnh trường kiếm kia nhìn qua có chút bất phàm chỉ bằng vào mùi máu tươi kia cũng khiến cho người có tu vi đồng cấp bị ảnh hưởng cực lớn thực lực của huyết kiếm tuyệt đối vô cùng khủng bố lục thiếu du đi chết đi vô số hư ảnh trường kiếm huyết sắc lờ lửng âm thanh âm trầm của huyết kiếm đại đế quanh quẩn trong không gian trường bào màu đỏ bay phấp phới huyết kiếm bắt đầu rùng rùng. lão cậu để xem ai chết trước ai linh hồn phần thân của lục tiêu du bước trong một bước không gian run lên trong âm thanh của hắn cũng tràn ngập sát ý cùng với hận ý bàng bạc linh hồn phân thân của lục tiêu du bây giờ vừa mới dứt lời quang mang màu xanh ra trời nóng bỏng lập lẻ. thân thể lập tức hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cự nhân này giống như một ngọn núi sừng sững hỏa diễm nóng bỏng màu xanh ra trời cuồn cuộn không gian bị đốt cháy thành hư vô Vị kiếm Đại Đế vất tay, trường kiếm trong tay run lên. Trên trường kiếm có hỏa diễm cùng với mùi máu tươi ngập trời lan tràn ra. Bên trong còn có âm thanh giống như quỷ cốc thần sầu phóng về phía Lục Tiêu Du. Vô số kiếm ảnh bắn ra, mỗi một đạo hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm sẽ rách không gian, tạo ra vết nứt không gian đen kịt. Sợ rằng ngay cả đế giả bình thường nếu như bị kiếm ảnh cắt qua thì thân thể cũng bị xuyên thủng thành những mảnh vỡ. Giờ phút này, Lục tiêu Du không để cho linh hồn phân thân xuất thủ trước. Trên bản thể, hạn ý trong đôi mắt đen lấy lan tràn ra. Sát ý ngập trời trong giấy mắt phóng ra. Trong mắt hiện lên hàn ý cùng với giận dữ, thủ ấn biến hóa. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Trong sát na, trước người lục tiêu du, thời công đau ngục thuộc tính hỏa 16 lần uy năng ngưng tụ rồi khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc hội tụ cả không gian lập tức giống như lùng lạnh sắp đổ. Theo lục thiêu du thành đế, tu vi và lĩnh ngộ tăng mạnh, uy lực của thời không lao ngục so với trước kia lần nữa mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Thời không lao ngục 16 lần uy năng cuồn cuộn, khí tức lạnh lẽo trong khoảnh khắc khuếch tán, cả không gian giống như rùng chuyển, đột nhiên giống như sắp bị đóng băng. Bên trong thời không lao ngục cũng ẩn chứa ngũ hành tương khắc. Lúc này, huyệt kiếm đại đế lại vận dụng chân khí thuộc tinh hỏa cho nên lập tức bị khắc chế bởi thuộc tính thủy. Vô số kiếm ảnh bằng hỏa diễm biến đổi quỹ tích, kiếm ảnh vặn vẹo không thôi. Từng đạo kiếm ảnh bằng hỏa diễm rốt cuộc không có cách nào kiên trì, dưới năng lượng quỷ dị, phai nhạt giống như gặp khắc tinh trời sinh. Kiếm ảnh bằng hỏa diễm còn chưa đụng phải lục tiêu du đã phai nhạt trên không trung. Chuyện này khiến cho huyết kiếm đại đế ngạc nhiên. Loại cảm giác trói chân trói tay này không biết tại sao lại áp chế công kích của hắn lục tiêu du này quá quỷ dị. Vụ đế tứ trọng chỉ có thế mà thôi. Tiếng gầm của lục tiêu du truyền ra, khí tức lạnh lẽo ngập trời tán loạn, canh tay khẽ vỗ về phía xa. Thời không lao ngục thuộc tính thủy, đột nhiên co rút lại, đóng băng một phiến không gian to lớn. Khí tức lạnh lẽo vô hình, giống như kéo theo năng lượng trong phiến tiền điện này. Cả không gian tràn gặp hàn ý, hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ, chừng hơn một ngàn thước ngọn đôi băng cực lớn từ bên trên đánh xuống, đánh về phía huyết kiếm đại đế. Trong gợn sóng không ngừng truyền ra tiếng răng rắc, từng cái nứt giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Bên trong xen lẫn khí tức lạnh lẽo vô hình, giống như đang đóng băng, chung quanh hóa thành mảnh vỡ. Khai nứt đèn kịt cực lớn, vội vàng xuất hiện. Ngọn đôi băng khổng lồ dùng xu thế như sấm sét bao phủ huyết kiếm đại đế, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức lạnh lẽo tựa như hủy diệt. Huyết kiếm đại đế là vụ đế tứ trọng thế nhưng dưới nhiều loại công kích quỷ dị trong không gian này hắn khó có thể thuận lợi thoát thân ngọn núi băng khổng lồ bao phủ hắn lúc này hắn mới biết được lục tiêu du khó dây vào ra sao rõ ràng chỉ có tu vi vụ đế nhị trọng thế nhưng thực lực giờ phút này hoàn toàn không dưới hắn huyết ảnh kiếm quyết rơi vào đường cùng huyết kiếm đại đế cảm giác thuộc tính hỏa của hắn trong không gian này vô hình bị khắc chế trên khí thuộc tính phong tuôn ra khẽ phất tay một cái huyết kiếm biến hóa ra vô số kiếm ảnh tựa như tạo thành một cái động sâu bằng kiếm ảnh trong sát na tuôn về ngọn núi băng đàn đánh xuống kiếm ảnh và ngọn núi băng ầm ầm va chạm vào nhau tan ảnh huyết kiếm và băng vụn bắn tứ tung huyết kiếm bị nghiền nát ngọn núi băng khổng lồ khí tức lạnh lẽo thấu xương từ trên trời khuếch tán kinh khí lạnh lẽo đáng sợ khiến cho cơn sóng đóng băng trường kiếm đỏ tươi nhanh chóng bắn ra tạo thành từng vết nứt không gian đen kịt. Nhị nữ lăng thanh tuyền và du thược khẩn trương nhìn động tĩnh cực lớn trên không trung, trong mắt có chút khẩn trương, quen miệng khẽ nhếch lên có chút khiếp sợ. Dưới kình khí lạnh lẽo ngập trời, thân thể huyết kiếm đại đế không ngờ lại bị đẩy lui, ánh mắt hắn vốn đắc ý lúc này đã chuyển thành khiếp sợ và ngừng trọng. Huyết kiếm lão cậu đi chết đi. Cùng bốn lúc ấy, linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm của lục tiêu du bỗng nhiên ngẩng đầu thân ảnh xẹt qua không gian lao thẳng về phía huyết kiếm đại đế đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời lớn chừng một ngàn thước cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này tự như ngọn núi đứng sừng sững chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn nhiệt độ khủng bố kéo lên không gian bị thiêu đốt thành hư không không có một chút do dự nào cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên phất tay một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời được ngừng tụ đánh về phía huyết kiếm đại đế nhiệt độ nóng bỏng trên trường ấn khiến cho những nơi nó đi qua không gian bị tiêu đốt thành hư vô mắt nhìn một quyền này đánh tới sắc mặt của huyết kiếm đại đế biến sắc thực lực của thái cổ u minh viêm này trong thời gian ngắn cũng tăng lên so với lúc trước cường hãn hơn quá nhiều dưới một quyền của thái cổ u minh viêm huyết kiếm đại đế có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng một quyền này có thể tiêu đốt cả không gian có thể khiến cho không gian trở thành hư vô tất cả mọi thứ biến thành tro tàn huyết kiếm đại đế không dám chỉ hoãn chân khí thuộc tính phong phu thiên cai địa lan tràn ra trên thân thể còn bố trí một kiện khải giáp màu trắng đỏ bất phàm. trường kiếm màu đỏ trong tay kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo trong dây lát đánh ra một đạo kiếm ảnh mang theo vết nứt không gian đen kịt hung hăng bổ vào trường ấn bằng hỏa diễm một kiếm này đánh ra dưới kiếm quang trường ấn bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cùng với kiếm ảnh đồng thời tán loạn. Trong miệng của huyết kiếm đại đế phun ra một gụm báo tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt kinh hãi. Thực lực của thái cổ U Minh Viêm so với tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Nhiệt độ nóng bỏng tăng thêm thực lực khủng bố khiến cho hắn không có cách nào chống lại. Còn có lực lượng âm hàn khiến cho linh hồn hắn bỡ ngỡ và bị áp chế. Trong sát nàng ngắn ngủi, thân ảnh huyết kiếm đại đế cấp tốc biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, đã ở bên đám người cổ kiếm phong đang kinh ngạc. Hắn kẽ phất tay đánh ra một đạo quang mang huyết sắc bao phủ đám người nguyên dược đan cổ kiếm phong vào ngay bên trong. Đi! Một tiếng quát vang lên, huyệt kiếm đại đế xé rách không gian trước người rồi nhanh chóng rời đi. từng lực của lục tiêu du tiến bộ quá nhanh, tăng thêm thái cổ u minh viêm bất phạm. Chuyện này khiến cho hắn có cảm giác vô lực. Hắn chỉ có một bản thể, linh hồn phân thân cũng không có. Hắn không thể không cẩn thận một chút. Nhanh, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhanh lên. Đại hồn anh vừa mới lên tiếng, hai tay đã đánh ra năng lượng bao phủ lăng thanh tuyển và du thược lập tức đuổi theo huyết kiếm đại đế. Lục thiêu du, các người cứ chờ chết ở trong này đi, muốn rời khỏi không gian của ảo ảnh mà có dễ đâu. Huyết kiếm đại đế lúc bấy giờ lạnh lùng quát một tiếng, vết nứt không gian sau lưng biến mất, thân ảnh cũng không còn dấu vết. Đại hồn anh phá không lao tới, nhưng lập tức bị phản lực đẩy đuôi. Ở trong không gian này có năng lượng trói buộc khiến cho hắn không có cách nào thoát thân được. Không gian này thực là quỷ dị. Sắc mặt của Lục Tiêu Du biến hóa. Huyết Kiếm Đại Đế mang theo cổ kiếm Phong Nguyên Nhược Lan và những người còn lại từ trong không gian của Kiếm Sơn đi ra. Thân hình đáp xuống phía xa, nhìn Kiếm Sơn cao vút trong mây, vô cùng khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Huyết Kiếm lão tổ, không gian ảo ảnh ma kiếm liệu có thể vây khốn được Lục Tiêu Du hay không? Cổ kiếm phong từ trong kinh ngạc, rồi hồi phục lại một chút tinh thần, lập tức hỏi huyết kiếm đại đế. Không gian ảo ảnh ma kiếm của thiền kiếm bồn ta là do ma kiếm lão tổ kỳ luyện ma kiếm mở ra. Lục tiêu du này cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có một cách nào thoát thân, sớm muộn gì cũng sẽ bị tàu hỏa nhập ma mà, mà chết. Huyết kiếm đại đế lạnh nhạt nói, xong kẽ vươn tay lọc vết máu ở khóe miệng mình, đồng thời nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Đây cũng là một trong những kế hoạch của hắn Vạn nhất, thực lực của lục tiêu du mạnh mẽ, khó đối phó, ở trong không gian ảo ảnh ma kiếm, cũng đủ để đối phó với lục tiêu du này. Huyết kiếm lão cẩu chỉ bằng vào không gian ảo ảnh ma kiếm chó má này mà đã muốn vầy khốn ta sao, người quá coi thường mình rồi đấy. Ngày khi huyết kiếm đại đế vừa mới dứt lời, âm thanh của lục tiêu du từ trong kiếm sơn vang lên. Đột nhiên trên kiếm sơn có quàng màng bầu làm chói mắt, giống như mặt trời giữa ban trưa lan tràn ra xung quanh trong giây lát ngắn ngủi quang mang màu lam giống như thác nước trút xuống nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát lan tràn trong khoảng thời gian ấy không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời bên trong hỏa diễm lan tràn ra khí tức cổ xưa không gian lập tức run lên hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn tạo thành một biển lửa khí tức khiến cho lòng người run sợ lặng lẽ lan tràn ra trong biển lửa có một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bước ra bên người còn có hai lục tiêu du và lăng thanh tuyển cùng với dù thượng. Thái cổ U Minh Viêm có tiền phú tiểu đốt tất cả cấm chế không gian. Không gian ảo ảnh ma kiếm này căn bản không có cách nào vây khốn thái cổ U Minh Viêm. Không xong rồi. Quyền kiếm đại đế kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ không gian ảo ảnh ma kiếm lại không vây khốn được lục tiêu du này. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có thể thoát thân khỏi không gian ảo ảnh ma kiếm. Đồn rằng lúc trước Ma kiếm lão tổ đã dùng không gian ảo ảnh ma kiếm này vây khốn một vụ đế lục trọng, khiến cho người đó bị tàu hỏa nhập ma, sau đó tự bạo hồn anh mà chết. Huyết kiếm lão cầu nhận lấy cái chết đi. Không có một chút trì hoãn nào, trong lòng lục tiêu du xuất hiện sát ý, hắn không thể buông tha cho huyết kiếm này được. Linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm thét lớn một tiếng, khẽ phất tay một cái. Trong biển lửa màu xanh ra trời, đột nhiên có mấy đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra lập tức phóng về phía huyết kiếm đại đế và đám người cổ kiếm phong. Các người mau lui lại. Huyết kiếm đại đế quát đám người nguyên nhược lan và cổ kiếm phong, sắc mặt vô cùng khó coi, khẽ phất tay một cái. Huyết kiếm trong tay vung lên, khiến cho cả không gian gió nổi bầy phun. Mấy đạo kiếm quang lập tức va chạm vào quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Hai cô lực lượng va chạm khiến cho không gian trùn rảy. Quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời và kiếm ảnh va chạm hỏa diễm màu xanh ra trời bắn tứ tung giống như pháo hoa nổ tung khí tức hủy diệt bắn tán loạn phá hủy một phiến không gian lớn thành hư không lão cậu ngày hôm nay người nhất định phải chết cái miệng của linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của lục tiêu du đột nhiên mở to ra trong khoảnh khắc có quang mang bắn ra quang mang hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời ngập trời trong nháy mắt bành trướng khuếch tán ra chung quanh trong không gian xuất hiện khe nứt ngập trời quang mang màu xanh ra trời lan tràn trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời trong chớp mắt ngắn ngủi tất cả đã hóa thành một biển lửa màu xanh ra trời bao phủ cả phiến không gian này những đời hỏa diễm màu xanh ra trời đi qua vạn vật hóa thành hư vô huyết kiếm đại đế lúc bấy giờ không chút do dự huy động thần khí huyết kiếm trong tay mình ngăn cản hỏa diễm khiến cho hỏa diễm màu xanh ra trời không có cách nào lan tràn tiếp về phía hắn thế nhưng sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi hắn không thể ngờ tới thực lực của lục tiêu du và thực lực của thái cổ u minh viêm trong khoảng thời gian ngắn lại tiến bộ nhanh như vậy lúc này hắn đã có cảm giác lực bất tòng tâm khi đối phó với lục tiêu du và thái cổ u minh viêm hỏa diễm màu xanh ra trời giống như dung nham tập trung trên không gian trước người huyết kiếm đại đế hỏa diễm cuồn cuộn không gian trùn rậy khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn các người đi mau huyết kiếm đại đế thét lớn với đám người cổ kiếm phong đồng thời bản thân cũng muốn thoát thân hắn hiểu rõ hôm nay hắn đã khó có thể chống lại lục tiêu du lại còn phải cố kỵ an nguy của đám người nguyên nhược lan trong bôn mình mấy trưởng lão cuối cùng của thiền kiêm môn cùng nguyên nhược lan đã là vốn liếng cuối cùng của thiền kiêm môn mặt khác còn một ít người trẻ tuổi không có đám người nguyên nhược lan và cổ kiếm phong cũng không còn cơ hội trùng kiến thiền kiêm môn nữa muốn chạy trốn sao người chạy có được không cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ thét lớn một tiếng trong biển dung nham màu xanh ra trời nổi lên sóng to gió lớn, dùng nhằm cuộn cuộn tạo thành từng cơn sóng hơn trăm thước, không ngừng dũng mãnh phóng về phía huyết kiếm đại đế. Tiểu tạp chủng, lão phù muốn rời khỏi đây, bằng vòng ngươi còn chưa ngăn được ta. Huyết kiếm lạnh lùng nói, lời này của hắn cũng là lời nói thật, coi như thực lực so với hắn còn mạnh hơn, nhưng nếu như hắn thật lòng muốn chạy trốn, cho dù là ai cũng khó có thể ngăn hắn lại. Tiếng sấm bình vàng vọng, bàn thầy lục tiêu du xuất hiện trước người huyết kiếm đại đế, huyện ảnh thành vũ chấn động, trong đôi mắt đen láy có sát khí lập lòe có bản lĩnh thì người cứ rời khỏi đây cho ta xem tiếng quát vừa dứt lục tiêu du cười lạnh trong đôi mắt thâm thúy đen láy lục này cũng có quang mang màu xanh vô cùng quỷ dị trong nháy mắt từng đạo thủ ấn phức tạp trong tay lục tiêu du được như chậm chạp thế nhưng hình như lại nhanh chóng được cưng tụ tới mức tận cùng chân khí thuộc tính mộc quanh thân phủ thiền cai địa lan tràn ra quang mang màu xanh trói mắt xuất hiện mang theo một khoảng khí của bắc cung gia tộc bên trong Sình sinh bất tức tất cả đều nhanh như thiểm điện lục tiêu du hét lớn một tiếng quang mang màu xanh đậm lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang màu xanh cực lớn bao phủ cả không gian kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo